À, cô ba ơi, có thể là cô ba chia sẻ cái cổ quyền mình như thế nào, cách thức cúng bái như thế nào là cho đúng ha cô ba? Cô ba ấy, có thể cô ba chia sẻ giùm cái việc này. Cái cách mà để cúng lại đúng không? Dạ. Mình cúng sao cho cúng, phải cúng, đó con. Cúng lại bên của quyền á cô ba. Chứ cúng lại là phải cúng lại Phật trời thì trong đó có cổ quyền. Dạ. Đó thì cái sân đó. Con ơi, cái Phật tổ ở sân đành, đó là khắp chúng nhân sinh đáng về nhà. Chúng ta giữ cội Bồ Đề sáu câu lục tự để thoát mê cảnh phàm. Ai biết đi việc phải cứ làm, đó là ánh đuốc của Đức Già Lam soi đường. Cái đó là ta phải nhìn nhường. Nhường cho tất cả muôn phương nó chan hòa. Tưởng nhớ đây trên thức tổ giống bà, từ xưa kia để lại cứ Đức Di Đà cứu chúng sanh. Người ơi, cái cảnh thế là rất hối thanh. Bây giờ có Bố Ngọc Nam thành công phu, chúng ta mà ráng dụng chữ tu, ngày sau đáo lại sẽ được sự đền bù của thất tổ chúng ta. Nhớ câu lục tự Di Đà thoát qua biển cả kỳ ba mới tương phùng. Mai kia gặp trên Đức Phật Hùng, kỳ hương sơn bổ có cứu trong xuân thế gian. Tuần đời lắm cảnh gian nan, mà gái trai chi nữa phải mang ngục hình. Đó là cái bệnh nó rung rinh đất trời não đông, vì cái bệnh tà sĩ đa. Bây giờ mình là nam nhi thấy phụ nữ phải tránh xa, đàn bà cũng vậy, thiết tha niệm câu Di Đà. Cái biển trần khổ sóng bồng lai láng, mà kiếp phù sanh nó tổ tan mấy năm mà hồi. Người đời có biết chăng ôi, thân người tuy có rồi quần không. Cái thân như tất cả bóng chiều, như chòm bọt nước nó phập phiêu ngoài khơi. Xưa ông bành tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu. Sang mà đến bậc công hầu, nghèo mà đến bậc bấy lâu thạch sùng. Thông minh tài trí anh hùng, si mê dạ dột cũng chung mi gò một gò. Biển trần nhiều nỗi gây go, mau mau nhẹ bước qua đò sông mê. Sự đời nên chán nên chơi, tìm nơi giải thoát mà dời mới khôn. Linh hồn ơi hỡi linh hồn, cuộc đời nay biển mai còn tỉnh chưa. Xin stop. Con xin cổ quyền thế giới trong quan cụ thần cổ quyền trong cô bác cả thế giới, con xin stop chút xíu để con chờ đợi. Chờ ai vậy cô ba? Chờ cổ quyền Thiên Cơ Bất Khả Lậu. À, cô ơi, cũng như là cái thời cuối cái thời Hạ Quân này rồi, là sắp sửa chuyển sang cái đời nào ha cô ơi? Đời Thánh Đức. Đời Thánh Đức là chúng ta không có lao động như bây giờ, không mua bán như bây giờ. Đời Thánh Đức á là dân rất là ít, 10 phần hết 7 còn 3 phần. Đến khi vua ra là mất hết 2 phần người, còn có 1 phần người mà trong thế gian là thôi.
đó là cái đền Thánh Đức là có vua vua là Đức Di Lặc xuống thế, Phật Tổ Như Lai cũng tái thế trở lại, Quan Âm Bồ Tát Nam Hải cũng xuống thế trở lại kỳ ba lần. Rồi cô ba ơi, rồi mình tu làm sao mình cứu của quyền mình cô ba? Mình tu là mình niệm 6 chữ A Di Đà. Dạ. Nhớ không con? Niệm cho rõ ràng. Chữ Nam á nói về cái tâm hồn mình phải tịnh, phải thanh. Chữ Mô không dục lợi, chẳng cầu danh. Chữ A trừ dâm dục nuôi trinh đủ. Chữ Di dứt lắng lo giữ báo lành. Chữ Đà sanh tâm tốt là thân không có hoại diệt. Chữ Phật là ngọc xá lợi hiệu vô sanh, có nghĩa là mình không sanh vào cái cõi khổ, mình không có sanh vào cái gia đình nghèo khổ, cái chỗ mà nó quá đau khổ, mình không sanh vô chỗ đó nữa. Mình sanh vào cái chỗ phước báo đó. Cho nên bây giờ mình phải cần niệm Phật. Niệm Phật là tu, tu là cõi phước, tình là giấy quan. Bất cứ là thứ tình gì, có chữ tình là dây quan nghiệt. Dây quan nghiệt dứt rồi trái chủ, nương quyền linh sạch vũ thức tình. Thôi cho con xin phép của quyền tâm họ cho con tạm dừng lại đôi phút, phút giây nữa, để coi chừng con chờ coi bài trên nói đang nói gì. Dạ. Tĩnh tâm niệm Phật đi, là con sẽ nghe bài trên muốn nói gì. Dạ. Mười phương thế giới của quyền thức tỏ đều khóc cho chúng ta, xót thương con cháu của ông bà. Chưa ai nhớ chữ Di Đà để niệm 6 chữ hồng danh, đó là hồng phúc của bá tánh mười phương. Hồng danh bửu sám mình mới náo nương Phật trời. Nếu không niệm thì làm sao mình thoát khỏi cảnh đời. Con ơi, mà nói ra thì lỗ cơ trời, trời đà báo ứng chẳng sai mãi hào. Từ đây sắp tới, bất luận là người nào không ham của thế à? À, không ham của thế, sắc màu cũng không. Dạ. Nhớ không? Nhớ cái đó là gì? Dạ, ok, con nhớ rồi. Ok đó. Cái tướng con, hình con không phải nghèo khổ đâu. Bây giờ cứu viện con rất mừng con là con còn ở lại cái sân lễ này. Dạ. Đây là cái sân lễ bốn đạo thì đông mà xuồng dông chở không có đầy. Đò chiều chiến chót rước mười phương, nào ai đối tượng A Di Đà lục tự. Cái đó là mình tu không chân chánh thôi cô ba. A Di Đà là chân chánh chứ. Dạ. Không niệm... chân chánh là bắt đầu về không được ha. Ừ, một câu niệm Phật, mười câu niệm tà, nhớ luyện bùa không á. Dạ. Luyện bùa là còn giết hại chúng sanh đó con, còn đụng phạm người ta chi nữa. Mày không đụng phạm nó thì nó cũng thành giòi tử à. Tốt hơn con đừng nên đụng phạm bất cứ là ai, không nên đụng họ nữa, không nên phạm họ nữa. Dù bất cứ mình là có một cái cử chỉ, có người mạnh mình là đi đứng nằm ngồi đều có cái hạnh lành, cũng như cái nằm giống đó, thật là hiền lành. Có ngồi cũng vậy, cũng hiền lành. Có đi đâu con cũng là người hiền lành. Mà con nói ra cũng là lời nói hiền lành. Còn con suy nghĩ cái gì con cũng suy nghĩ trong cái sự hiền lành. Yeah. Thì cái đạo của con mới thành, là con thành nhân đạo. Thành nhân đạo đó cô ạ. Chứ chưa có là tiên đạo được đâu. Yeah. Rồi con tu phước, con gặp người này con làm phước, con gặp người kia làm phước. Ê chúa mẹ thánh mẫu nương nương. Bà đi bữa nay sao bà đi hớp dài sao nó nhai chưa không hết là gì chả thả bà về vậy hả? Nó nhai xương bà không hết sao thả bà về vậy? Nó nhai xương con hả? Sao cậu hay quá vậy? Cậu con không hay. Biết con nói chính viên nó biết mày đang đi đâu mà đang làm gì. Nó là kêu con lên xe đặng nó đưa con ra tước qua xa xôi hẻo lánh đặng nó giết con nha. Mà con dữ vậy hả cô? Mà con đi theo đường tự nhiên con biết được. Biết luôn cô ba. Tự nhiên con biết luôn. Nhai bà không hết nữa nó chả bà về đó. Thấy tự nhiên con biết luôn. Con biết luôn, bắt đầu con né. Con không nghe lời tụi nó nữa. Ừ. Con ngồi xe không, ngủ xe không. Ừ. Không dám xuống xe luôn. Là cái nhóm nó như thế nào mà tại sao mà sợ dữ cô ạ?
Vậy là người hiền phải sợ người hung. Nó con dạ. Nghe không? Tại sao tao nói chính viên hung lắm bà không sợ? Cậu hả? Mà hung gì? Cậu hung mấy bà rồi. Mấy bà. Cái miệng của mày đâu có vừa giỏi gì. Đào kép dữ lắm nha con, chính viên này dữ lắm. Mà cuối cùng rồi làm cái con ma nữ này nó hút xác mày vậy đâu. Ma nữ này nó hút xác mày vậy đâu. Nó có không về đây cho con thấy cảnh ghê không? Cậu ơi, cái cuộc nhanh với lời là phần thưởng quý. Đứng quá công xếp kỹ ba ngưng. Lòng đừng xoa thiệt tinh thương. Ngày đêm than thở giá hờn có ích chi. Người sang cả là vì duyên trước. Chứ kẻ không phần thì luôn ước câu mai. Nhưng sang giàu chẳng khác như mây. Khi tan khi hiệp nó đổi xây không ngừng. Còn việc sanh tử như đường chớp nhón. Bóng quan âm ngày tháng dập dồn. Giữ sao trong sạch linh hồn. Rèn lòng sẽ nớp đức tồn hậu lai. Điều quả với phước không hay tìm tới với mình. Tại mình dời nên mới theo mình. Cũng như bóng nọ tùy hình. Giữ lành hai lẽ công bình hưởng răng. Khi giận thấn lung lăng chẳng kể. Lúc suy di bày lễ khẩn cầu. Sao bằng ở phải buổi đầu. Thần minh chánh trực có đâu tư gì. Người làm phước có khi mắc nạn. Kẻ lăng loàn bạo ác là giàu sang. Đó là nợ trước còn mang. Duyên kia chưa dứt còn đang thưởng đền. Chớ vội trách bề trên thì bị đọ. Cũng có khi tai họa trả liền. Đó là báo ứng nhãn tiền. Mau thì mình chịu, lâu truyền cháu con mình chịu tiếp. Lo danh vọng thì hao mòn thân thể. Hao làm giàu của để bằng non. Một mai nhắm mắt đâu còn. Đem vàng chọc mạng đổi lò đăng chăng. Trên đầu mình có bủa văn thần thánh. Xét xem ta tánh hạnh giữ hiền. Làm lành được hưởng phước duyên. Trong lòng nhám hiểm lọc quyền giảm thông. Đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thôi. Bữa nay á, là con xin với cụ quyền thế giới mười phương chư Phật đó, nước ngoài nước trong này, nước ngoài nước nội vậy đó, là con cũng xin hồi hướng một chút công quả đến với quý vị cụ quyền, tổ tiên con thất tổ nhiều đời nhiều kiếp ở trong nước và ngoài nước, để con an ủi cụ quyền hãy vui lên về niệm Phật. Thì dạ thưa cô ba, thì cô ba bữa nay chị cô ba chia sẻ về của quyền thất tổ, thì cô ba có thể hướng dẫn có người ta như bị bên chủ quyền hành con cháu hay là hoặc cái gì đó, cô ba có thể hướng dẫn người ta cơ cúng về bên chủ quyền không cô ba? Chủ quyền á là chỉ dạy con cháu niệm Phật, chỉ có 6 chữ Di Đà thôi, là Ngọc Phật, là Báo Ngọc Trân Châu của Đức Phật A Di Đà. Một chữ là một cái ngọc viên ngọc xá lợi. Sáu chữ A Di Đà là sáu viên ngọc xá lợi Phật. Cho nên là cô quyền mình nói, mong mỗi con cháu niệm sáu chữ A Di Đà. Mà bây giờ nó luyện tà không à, luyện bùa không à? Luyện bùa không à? Luyện bùa quá sức. Con biết không, mấy người mà luyện bùa đó mà để mà giết hại chúng sanh đó, họ bị xuống cấp làm động vật, làm chó, làm gà, làm chó, làm heo. Nghe kịp không? Nghe kịp không? Rất là nguy hiểm vô cùng. Cô Quyền khóc quá cỡ luôn vì cái vụ đó đó. Khóc thương bá tánh mà không ai dám chỉ, không ai dám nói hết trơn. Dạ mình làm đi thầy đá rồi làm cô ba, thì con cháu mà của Quyền nhà đó rồi quậy quạn ha, là tại vì họ không có biết cái đạo quả, với họ chưa có cái gì lấy niềm tin tưởng của Đức Phật. Dạ. Chỉ họ dám đi theo tà. Để họ thỏa cái dạ mà phiền não của họ. Họ buồn, họ giận một cái là mình lận đận luôn á. Bỏ thân luôn á. Thầy ta Bữa nay dám đi thành phố với Ma Dương, trời đất cái thằng ơi. Ma Dương Quỷ Dương. Ma Dương Quỷ Dương dám đi chung với tụi nó. Dạ dám đi. Để xé xác bà. Con xác như vậy mai đó. Con ẩn động xác con nói vậy là trời đất ơi. Nó đem cái xác bà Tâm đi vô cái chỗ hẻo lánh nhất, xa xôi nhất trong đó, đặng nó giết xác luôn đó. Dám đem đi với tiếng tâm đi. Không với hồ ly đồ đi. Nhưng mà xác con không sợ, xác con rất là bình tĩnh. Trời ghê à. Chuyển bại thành thắng. Chuyển bại thành thắng rồi. Hay quá. Hay. Là biết sao? Biết chuyển bại thành thắng là sao không? Biết luôn. Nó là hồ ly.
Tại vì mấy ông lớn á, mấy ông kêu là phải đem hủ tiêu bả đi. Mấy ông lớn á, con biết nguyên nhân sao tụi này dám làm chuyện này. Con biết nguyên nhân tại sao mà mấy đứa này nó dám đem con rau về cái chỗ mà xa xôi hẻo lánh nhất, xa xôi không ai biết, để mà nó thủ tiêu xác con. Mà con đi tới giữa đường con tự nhiên con biết, bà trên sơ sáng con biết. Dạ, yeah, biết luôn con. Con biết cái con chuyển bại thành thắng. Bà chuyển như thế nào chứ bà? Chuyển là như thế này nè. Dạ. Yeah. Cũng mình cũng thật thà lắm con. Mình cũng tự nhiên ơn trên cũng chuyển cho mình biết nói những cái câu mà tình cảm nhân loại, tâm lý xã hội, rồi khuyên con đừng buồn đừng giận, rồi nhắc nhở cho cái hậu quả cho các con đừng nên làm những chuyện đó, không nên đâu con, buồn lắm, hậu quả khủng khiếp lắm. Thế thì nó thích nghe được, nó thức tỉnh, nó thức tỉnh một cái hả, khi mà rồi cái bà ta chuyển sao cho nó cho xe quay trở về. Ồ, quay xe về. Quay xe về. Dạ. Khi nó về á thì trong bụng mấy người đó nghĩ là không tiêu diệt được cái xác này thì bây giờ tính sao đây? Về đây ăn nói sao với mấy ông lớn? Mấy ông lớn biểu tụi nó phải thủ tiêu xác đi. Chứ không phải là tụi nó làm. Tụi nó là tay sai của mấy ông lớn. Biết luôn ở đây nói mà ông nghe luôn đó. Đó. Mấy ông đang nói, ông nói mày nói trong đó tụi tao nghe nha mày, nói ông nói đó. Thì biết như vậy thì cái xác này mới khấn nguyện với cụ Quyền mười phương thế giới. Cụ Quyền ơi, con không có động phạm đến bá tánh, con không có gây phiền hà cho bá tánh chúng sanh nha cụ Quyền. Mét cụ Quyền liền, trần lá liền, cái tâm hồn mình hướng lên trời. Cụ Quyền ơi, từ nhỏ tới lớn con chưa có động phạm gì tới chúng sanh á cụ Quyền, con đâu có tội tình chi đâu. Cái mấy bà tôi con trả lời sao? Ai biểu mày đắc quả? Con đắc quả thì con cũng hồi hướng cho chúng sanh, con không nhà lầu xé hơi gì hết, có đi bộ không à, ha, rõ ràng. Nhưng khi con được đắc đạo rồi là con cứu giúp cụ Quyền, bằng chứng là con đi vô địa ngục, con độ cụ Quyền ra khỏi địa ngục. Dạ. Ngồi ở trên cái băng đá Bình Đình có hai cậu đó nhỏ xíu mới lớn vậy nè, đi từ ngoài đi vô thấy cái xác ngồi đó, cái nói dạ con chào bà. Ý trời ơi, con bái lại bà. Sát này hỏi gì dữ vậy cậu? Mới nói bà chuyên môn vô địa ngục không à? Yeah. Nói câu đó thì cái xác này mới ngồi mới kiểm lại, đúng rồi, xác này chuyên môn ở địa ngục, ở Vũng Tàu Bà Rịa cũng ở trong địa ngục, vô địa ngục, ông bà tổ tiên khiến vô địa ngục, ở trong địa ngục, xuống đây là cũng địa ngục, mà lên núi Cấm cũng là địa ngục rất to lớn, là 12 cửa ngục trong núi Cấm. Ở đây cũng là địa ngục, mà núi Sam cũng là địa ngục, mà núi Cô Tô cũng là địa ngục nha cậu. Yeah. Mà người ta không biết là cái địa ngục rất sâu là ở chỗ nào. Mà lý do làm sao mà cô ba nó thất tỉnh quay trở về Đình Tế Sơn này được gì cô ba? Thì biết phát hiện được là nó đem mình đi thủ tiêu, nghe lời mấy ông lớn. Thì cái xác này nó không có quán du di gì thứ ba hay lắm nha con, Phật Thánh Tiên hay lắm, quán bằng trên mà quán luôn hả thứ ba, cho bà biết là nó đem mình đi thủ tiêu, mà nó biểu phải chở cái xác này đi cho thật xa khỏi Biên Hòa luôn, xa tốt luôn đó luôn, xa tới bất mộ luôn, khỏi Biên Hòa Đồng Nai luôn hả thứ ba. Rồi cái xác này, cái xác này mới khấn thánh cha mẹ thượng đế, rồi khấn Phật tổ sư giải gốc phai, mà đến chuyển quay trở về, quay đầu hết về tới về hết. Cái nó đi theo đường nó thấy là thủ tiêu xác này sao nó không được, về đây bữa ăn nói làm sao với mấy anh cha này, bắt đầu nó quánh bùa, quánh ngồi xe nó quánh bùa, nó giết mình chết định, mà nó quánh bùa cho người, nó quánh quá cỡ, quánh bùa phép, quánh quá cỡ luôn, quánh quá luôn. Ồ, cô ba phép gì lắm mà lại quánh lại sao? Cô ba phép gì? Cô ba phép là thu, có thể là những cái bùa phép này cô ba thu hết mà. Cô ba nói đó. Cô ba không phải là cô ba thâu đâu. Cô ba đâu có cái quyền hạn đó. Nhưng mà ở trên ta thấy quánh xác quá thì người ta chữa bệnh cho xác. Ừ. Xác ta qua là khỏi mạnh khỏe. Cô ba cũng hơi nữa ha cô ba. Bà nói cho con nghe, mình là đứa con ngoan của tổ tiên ông bà khắp thế giới mười phương, mà đâu có thể nào đụng phạm chúng sanh. Bây giờ á, bà làm bà có cháu nội cháu ngoại đúng không? Rồi cái cháu nội cháu ngoại của bà, cái nó lớn lên nó cứ giật cái dòng, cái bà có cháu có chắc, nếu như xây dòng thì chúng sanh là dòng họ của mình không, ruột rà không, trải qua bao nhiêu thế kỷ rồi. Ừ.
hôm nay rồi gặp nhau thì trả nợ tình với nhau, mới làm chồng làm vợ tiếp nha, nha con. Ừ. Cho nên chúng ta không có quyền hại lẫn nhau, là chúng ta sai lầm rồi, sai lầm rất lớn, sai lầm một cách khủng khiếp vô cùng, tội lớn lắm con ơi. Cho nên á, mình phải thương yêu mọi người như mình, thương chúng sanh là thương trời thương Phật đó, thương thức tổ mười phương mới nhiều. Đó là tiếng đàn của ba nha, mà đúng điệu mấy cái tử kỳ. Chúng ta chẳng có chuyện kỳ dương trần đảo lợi, một khi thấy đại đăng lời ăn tiếng nói là thật thà thiết tha, mà giúp đỡ mỗi người mới ước mong. Ước mong thế giới đại đồng, ước mong cho ba tánh nhấp dòng càng khôn, ước mong cho thế giới giữ linh hồn, ước mong ba tánh sát hồn bình an. Tuy rằng mình không có giàu sang, nhưng mình cũng bớt cảnh gian nan chập chồng. Bây giờ là cái lễ hội cộng đồng mười phương thế giới nhấp dòng càng khôn, chúng ta ráng giữ sớm giữ hồn nha con. Bà dám nói thẳng luôn, vì thương nhân loại phải đau lòng, phải ra cái hình bóng này còn gì nữa. Xác này không tiêu hồn mất xác thôi, hồn này nó hốt đi ráo rồi không còn cái hồn nào hết. Rồi mấy bà lão nó tá vô xác dắt đi, mày đi độ bá tánh cho tao. Xác lại dưới quê á, ở nhà niệm Phật đọc kinh tại nhà, nấu cháo ăn, pha sữa uống, được cơm, rồi niệm Phật đọc kinh tại nhà. Rồi cô ba ơi, cô ba nhận được cái bề trên như thế nào, cô ba có thể chia sẻ chút xíu đi cô ba. Nếu cái tâm con tịnh thanh thì con sẽ hướng về cõi trời. Con tưởng, con nhớ tưởng, con tìm đâu ra hình bóng của Đức Phật, con quán tưởng, con nằm con nhắm mắt lại, con không tưởng ai hết, mà con phải tưởng đâu là Phật tổ A Di Đà cho con thấy. Dù không thấy con cũng tưởng đến Phật tổ A Di Đà nha con, thì Phật sẽ cứu độ con trong nháy mắt. Khi con gặp nạn có người cứu con, là ơn trên chuyển, ơn trên thì cứu vô hình, chuyển người hữu hình cứu con. Còn như bà nè, bà làm chân chính mà mới tránh khỏi cái tai nạn luôn, rất dữ. Cái tai nạn quá dữ, nó đem cái xác bà vô đó xa tích mù, không còn nhà cửa ấy hết, đặng nó thủ tiêu bà trong đó. Nhưng mà đi theo đường tự nhiên bà trên dán đường số bà, cái bà biết, bà biết được, cái bắt đầu bà xây, bà chuyển bại thành thắng đó. Bà mới nói kể chuyện vui đó, kể chuyện này kể chuyện kia, rồi lấy cái sự đau khổ của tuổi trẻ là lứa tuổi nào đau khổ làm sao, và nói về tâm lý khoa học mà đó, là tâm lý học để cho mấy đứa nó nghe, tài xế nghe khoái lắm. Rồi cái cũng khiến cho cái ông già đó không theo, thấy xác này muốn theo ghẹo. Trời ơi, cái bà tá vô xác này mà khiến cho xác nói tôi thì tôi khùng thiệt, nhưng mà tôi không có cái đực. Nói vậy, tôi giờ tôi hết cái được rồi, duyên trần này không có gì đâu, toàn là cái được không à. Phải giữ năm giới cấm, thứ nhất là tham lam, thứ hai là tà dâm đó, thứ gì đó, năm giới cấm. Cô ba ơi, cô ba có thể là mình nhắc nhở những người nào mà đi sai đường đó, cô ba có thể là cho những người đó là thất tỉnh là đi ra cô ba hoài là hướng thiện. Bây giờ vậy nè, mình làm người, người ta cũng làm người, dù người sang hèn mặc kệ, mình không thể nào sống trên sự đau khổ của kẻ khác được. Mình lấy tiền họ đau khổ nha con, đúng không? Mà mình mà để cho họ đợi mình, họ cũng đau khổ, mình mới bồi đắp cái đồng tiền cho họ nha con. Bây giờ này nè, ông bà có nói không có cái gì khổ bằng giọt nước mắt mồ hôi của bá tánh nha con. Không có cái gì đau đớn bằng đau khổ bằng giọt nước mắt mồ hôi của tánh. Mình đừng có làm cho người ta rơi lệ vì mình nha, người ta khóc vì mình, có khi người ta khóc thành,
những mấy ông lớn á mà nói đây nó đụng phạm nè, nó đụng mà nó còn phạm nữa. Mấy ông lớn lên sang số người nhà lầu xưa hơi giờ đẹp cưng cưng tùm lum hết, nhậu nhạc hay xa xí tùm lum hết, sang hơi nhà lầu đủ thứ hết, đi khắp các nước thế giới. Nhưng mà con nghĩ coi cái mấy ông lớn có khổ không? Rất khổ, là nó đau ở trong cái dạ dày nó đau ra. Bà thấy con nằm thì ông lớn ta cũng có con gái vậy, thì con gái người ta mới lớn người ta đi ra đường thì con gái đi học gặp mấy sao đen nó quậy te tu hết, phải làm quan á thì phải nó có âm dương của trời đất, con sung sướng á thì coi con coi con coi chừng cái tội ác ở sau lưng con chứ không đâu. Con ngoảnh mặt con nhìn lại con sau lưng con coi là ai nhớ con, chứ con đừng có quên sau lưng con ngày lẫn đêm lo kiểm hạnh của con. Khi mình nằm xuống mình nghĩ coi, khi mình nằm xuống á mình gác tay lên trán á mình nghĩ coi một ngày nay mình có làm ai đau khổ không. Khi mình nằm xuống mình ngủ á mình gác tay lên trán mình nghĩ coi suốt ngày nay mình có làm ai đau khổ không, nghe chưa? Rồi coi có ai người ta gây khổ cho mình không, đừng mình tránh né thôi. Mình chẳng những mình không gây khổ cho ai mà mình coi coi có ai người ta gây khổ mình thì mình tránh né bớt đi, đừng để làm khổ mình chịu không nổi, đúng chưa? Rồi đã sắp tới cơm cao gạo kém nha con, đồng tiền bất chính á là bệnh tật tiêu ma đó. Là bà cũng bữa nay bà cũng công quả đến với cụ hàng trong họ thôi, thì bao nhiêu đó cũng được rồi ha hai cậu. Dạ vậy thôi chào luôn anh cô ba ơi. Thì thôi thì Diệu Tâm với Hài Nhi với Cổ Quyền Cổ Tâm cũng xin phép chào Cổ Quyền Thất Tổ trong họ trên thế giới và nước ngoài và nước trong. Thì Hài Nhi cũng xin hồi hướng một chút phúc báo đến với quý vị Cổ Quyền và con cháu của Cổ Quyền, ráng niệm Phật và làm hiền làm chứng chính, làm chứng chính ắt tiêu bệnh tật, làm chứng chính á. Muốn tu đừng có sợ nghèo. Yeah. Muốn theo chân Phật đừng đeo lòng tà. Đừng mình để dành mình nuôi thân mình cho nó mạnh khỏe, vui vẻ, gặp nhiều may mắn. Đúng chưa? Thôi. Thì cô ba cũng kết thúc clip rồi cô ba. Cô ba xin chào khán giả. Thôi thì thôi bây giờ Diệu Tâm với Cửu Quyền của con cũng xin phép chào khán giả bà con cô bác nội ngoại trong họ ở nước ngoài và nước trong. Xin phép cô bác cho con nghỉ 5 phút. Rồi thì chúc khỏe cô ba. Cảm ơn. Bây giờ các thì chia sẻ với nhau và cảm ơn quý vị trong họ để cho con một cái đồng ngân để cho con bớt đói. Con có nước uống, con có sữa uống. Rồi cô ba cũng chào khán giả luôn nè. Rồi con chào hết bà con trong họ thế giới luôn, nước ngoài và nước trong luôn. Rồi Nam mô A Di Đà Phật.